Hello các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ thích một cái môi trường rất là năng động thì bên shop đang có nhu cầu gọi là chiêu mộ hiện tại hai vị trí bán hàng tại shop, và yêu cầu đó là các bạn đặc biệt là phải chịu khó và giao tiếp được bằng tiếng Anh, tại vì nếu mà không biết tiếng Anh là coi như là sẽ không có bán được hàng đây, vì ở shop thì bán khách du lịch nước ngoài tương đối nhiều đó. Hầu như là ngày nào cũng có khách du lịch nước ngoài hết, và nếu như mà không biết tiếng Anh là coi như là sẽ không có bán được gì hết đó. Với lại một vị trí là làm kho, kho thì không cần yêu cầu tiếng Anh, nhưng mà sẽ yêu cầu là nam, tại vì nam là phải khuân vác nhiều á, cho nên nữ thì không có làm kho được, nữ chỉ có thể bán hàng được thôi, nam đó. Thì hiện tại là shop đang gọi là âm thịnh dương suy, có nghĩa là đang có nhiều nữ hơn nam, cho nên là sẽ cần hai bạn nam. Thì nếu mà bạn nam nào mà thứ nhất là biết tiếng Anh, thích bán hàng, hoặc là có thể là thích làm kho gì đó, thì có thể là apply vô đây để mà chúng ta cùng làm việc với nhau ha. Thì các bạn cứ inbox trong cái box này thì sẽ có cái link trả lời cho các bạn, để hướng dẫn các bạn thông tin tuyển dụng như thế nào, cách mà các bạn sẽ apply ra và sao. Cảm ơn các bạn.